điền nguyện vọng khối ngành gì, chọn nghề nghiệp ra sao. Bí kíp hướng nghiệp người trong môn nghề mang đến nội dung và giao diện hoàn toàn mới. Cập nhật nhu cầu việc làm và mức lương các ngành nghề năm 2022. Trắc nghiệm tính cách talent để đưa ra quyết định nghề nghiệp đúng đắn. Khám phá những điều mới mẻ và dính ngay tại tủ sách của nhà nhẹ nhá. Ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta được dạy bảo phải tử tế với tất cả mọi người. Lòng tốt được vinh danh như một nguồn sức mạnh to lớn có khả năng thay đổi vận mệnh của cả thế giới. Không bao giờ bạn được phép quên rằng luôn luôn đối xử thật tốt với những gì xung quanh mình. Nhưng trong bài viết của tác giả Dear Introvert tại Spy Room, ý tưởng này đang có rất nhiều lỗ hổng. Tốt bụng thay quá với mọi người chính là dấu hiệu của sự yếu kém trong việc tôn trọng bản thân. Nếu không tử tế với mình, sao có thể tử tế với đời? Câu chuyện về lòng tốt sẽ được lật ngược lại với những gì bạn đã từng tiếp nhận trong video sau đây. Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bài viết này nhé. Chẳng có gì sai nếu bạn đối xử tốt với tất cả mọi người. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, lòng tốt của bạn vượt quá giới hạn và nó gây ra tác dụng phụ ngoài mong đợi. Theo chuyên gia tư vấn cách cư xử về mặt nhận thức, Dr. Robin Buckley chia sẻ, quá tử tế là dấu hiệu cho thấy ai đó không tự tin với khả năng giao tiếp của mình. Họ sợ làm đối phương phải thất vọng. Theo Robin D'Angelo, một nhà trị liệu tâm lý, ông nhận xét rằng, là một người quá tử tế hoặc không nói ra quan điểm thật của bản thân, dần dần sẽ làm bạn cảm thấy bất công đến mức căm phẫn. Dưới đây là danh sách những dấu hiệu nổi bật chứng minh bạn là một người tử tế quá mức. Tất cả chứng minh thôi là không đủ. Vậy nên, các dấu hiệu này sẽ được kết hợp cùng các bí quyết giúp bạn có thể giữ cân bằng với những mối quan hệ xung quanh. Câu "tôi xin lỗi, hãy thứ lỗi cho tôi" là một trong những câu cửa miệng của bạn. Những người tử tế thường có xu hướng xin lỗi vì mọi thứ họ làm và đôi khi chẳng vì điều gì to tát cả. Thậm chí, nếu mục đích của bạn chỉ đơn thuần là tạo dựng hình ảnh đẹp trong mắt mọi người như một người tử tế và lịch sự, thì việc bạn cứ luôn miệng xin lỗi hoàn toàn không cần thiết. Nếu bạn thường xuyên cư xử như vậy, có thể mọi người sẽ hiểu sai ý của bạn. Nếu bạn nói điều gì đó thô lỗ hay phải hủy cuộc hẹn vào phút cuối, hiển nhiên câu xin lỗi là cần thiết. Nếu không, một lời xin lỗi gượng ép sẽ làm bạn như thể một kẻ tội đồ trong khi bạn còn chưa làm điều gì sai cả. Bí quyết cải thiện ở đây chính là hãy thử nghiệm cả một ngày mà bạn không nói câu xin lỗi một lần nào. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không phải xin lỗi nếu ai đó chẳng may va vào bạn. Bằng cách nắm bắt được xu hướng phản ứng của bản thân trong khoảnh khắc như vậy, bạn sẽ biết được tần suất đưa ra lời xin lỗi của mình có quá mức hay không. Từ đó, bạn sẽ có cơ sở để điều tiết lại. Bạn cũng có thể thực hiện một cách tiếp cận dứt khoát hơn ở trong một vài tình huống khác trong cuộc sống. Ví dụ, thay vì xin lỗi vì sự xuất hiện trễ của bạn trong bữa trưa, hãy cảm ơn những người đi ăn với bạn vì đã kiên nhẫn chờ đợi. Thay vì xin lỗi sếp khi bạn không thể sắp xếp tham dự một cuộc họp với sự chuẩn bị kỹ càng, hãy thể hiện sự cảm kích của bạn vì đã được tham gia và yêu cầu gặp mặt để nắm rõ chi tiết vào thời điểm thuận lợi của hai bên. Điều bạn muốn chẳng bao giờ được đáp ứng. Thực tế, người quá tử tế sẽ có xu hướng thu hút những người bạn có phần lười biếng. Họ luôn luôn nhờ bạn giúp khi phải chuyển đồ đạc, hay những thành viên trong gia đình luôn nhờ bạn giúp họ việc này việc kia, cho dù họ có thể tự làm được. Thật đáng khen ngợi khi bạn giúp đỡ người khác, nhưng nó sẽ là câu chuyện khác nếu người đó không bao giờ lộ diện mỗi khi bạn cần. Nếu điều kể trên xảy ra, bạn không bao giờ có thời gian để hoàn thành mục tiêu riêng của mình, hoặc những người xung quanh bạn hiếm khi đứng ra giúp bạn đến nơi đến chốn. Làm thế nào để cải thiện điều này? Hãy thành thật với bản thân cũng như những mối quan hệ xung quanh bạn rằng bạn cũng có những khó khăn riêng và cần được giúp đỡ. Hãy thể hiện cho bạn bè, người yêu hay người thân trong gia đình rằng bạn thực sự trân trọng sự giúp đỡ của họ. Đừng quên điều quan trọng nhất, hãy bắt đầu ưu tiên hạnh phúc của bản thân. Bạn cảm thấy khó chịu sau khi nói có. Nếu bạn luôn luôn đồng ý làm mọi việc chỉ vì bạn muốn được yêu thích chứ không phải bạn thực sự chân thành muốn làm vậy, thì sớm hay muộn, sự oán giận sẽ bắt đầu hình thành. Hãy cải thiện điều này bằng cách nói không thường xuyên hơn. Hãy dành sự quan tâm đó cho những điều hoặc những người thực sự quan trọng với bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình bớt kiệt sức hơn. Nếu bạn còn nhiều lấn cấn, hãy trả lời qua tin nhắn. Tôi rất muốn, nhưng rất tiếc, hiện tại tôi chưa thể giúp bạn được. Sau đó, hãy cất chiếc điện thoại đi chỗ khác trước khi bạn muốn giải thích.
Làm như vậy sẽ giúp bạn không cảm thấy quá tội lỗi. Hãy tôn trọng thời gian của bản thân. Thời gian sẽ giúp bạn nhận ra đâu là những mối quan hệ đáng trân trọng thực sự. Hãy nói không với những điều ít tác động hay rủi ro nhất trước. Nếu bạn thấy quá khó, hãy nhờ một người bạn thực hành cùng. Trong suốt cả ngày, hãy học cách từ chối khéo léo. Bạn lúc nào cũng lo lắng, liệu bạn có đủ tốt trong mắt mọi người? Nếu bạn nghĩ mọi người chỉ quý mến bạn nếu bạn đối xử tốt hay vì bạn luôn giúp đỡ họ, thì bạn đã sai. Bạn không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Theo nhà trị liệu tâm lý Alison Gervais, đây chính là lời ngụy biện khi bạn muốn giảm bớt áp lực hay sự lo lắng thái quá. Làm thế nào để cải thiện điều này? Hãy thử suy nghĩ theo hướng này. Thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra khi bạn nói không thay vì có. Việc tìm cách tạm dừng để suy nghĩ kỹ hơn về câu trả lời sẽ giúp bạn kiểm soát được lời nói. Bạn hạ thấp hoặc dập tắt những ý tưởng hoặc suy nghĩ của mình. Bạn đã bao giờ cho rằng ý tưởng của mình không đủ hay hoặc cảm thấy sáng kiến mình đưa ra không đủ thuyết phục mọi người? Người quá tốt thường sẽ cảm thấy người khác vượt trội hơn và tự hạ thấp giá trị của mình. Vì vậy, họ thường có xu hướng hạ thấp mình để tỏ ra dễ gần, dễ mến. Tự hạ thấp mình là một thói quen và cách duy nhất để phá bỏ thói quen xấu ấy là làm ngược lại, luyện tập thật nhiều. Khi bạn tìm ra điểm mạnh và giá trị của bản thân, chắc chắn bạn sẽ tự trân trọng mình. Và khi bạn tự trân trọng mình, cả vũ trụ sẽ trân trọng bạn. Suy nghĩ của bạn không khớp với những gì bạn thể hiện ra. Theo chuyên gia trị liệu tâm lý Melissa Fugere, đôi khi chúng ta cảm thấy không thoải mái và tràn ngập những cảm xúc tiêu cực như cáu giận hoặc đố kỵ. Chúng ta sẽ có xu hướng thể hiện trái ngược, chẳng hạn như giả trân. Về cơ bản, đó là một cơ chế tự phòng vệ để những người mong muốn được coi là tử tế không xù lông lên với người đối diện. Và để cải thiện điều này, trước tiên hãy tự nhủ bản thân rằng chẳng có gì sai nếu bạn thể hiện suy nghĩ thật của mình. Thực tế, mọi người sẽ cảm thấy cởi mở hơn nếu bạn thành thật nói ra cảm xúc bạn đang đối diện. Lần tới, nếu bạn đang phát điên vì điều gì đó, đừng cười ở bề ngoài nhưng bên trong lại gặm nhấm nỗi đau. Thay vì thế, hãy nói bạn biết không, tôi đang cảm thấy không ổn. Thậm chí, nếu bạn không cảm thấy nguôi ngoai, bạn có thể nói chuyện với một bác sĩ tâm lý. Trên hết, bạn có thể rút ra rằng tử tế không đồng nghĩa với an phận hoặc không phản kháng. Bạn lúc nào cũng cảm thấy kiệt sức. Nhà trị liệu Rachel Rennie cho biết, nếu bạn thường xuyên làm việc cho người khác, đối mặt với sự ngược đãi và thực hiện vai trò người tốt nhất trên trái đất, điều đó có thể giải thích tại sao bạn luôn cảm thấy kiệt sức. Lối sống tử tế sẽ để lại cho bạn một cái vỏ bọc của con người, thậm chí có thể đến mức bạn mất hứng thú với những thứ bạn từng thích. Làm thế nào để cải thiện điều này? Hãy nhớ rằng có một khoảng cách lớn giữa tử tế và tốt bụng một cách chân thành. Trong khi sự tử tế là do dự để nói không hoặc trì hoãn với người khác, thì lòng tốt là yêu thương một cách có lý trí và chân thành. Hãy yêu bản thân trước khi muốn yêu người khác. Đó là những vấn đề về lòng tử tế mà tác giả Dear Introvert lật ngược lại để mang tới những góc nhìn bao quát và đa chiều nhất. Còn các bạn nghĩ thế nào về những quan điểm vừa rồi trong video? Hãy để lại nhận định của các bạn trong phần bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Đây là Spyroom, còn mình là Nam.